Thơ và chương trình Điểm phim và nhân vật điện ảnh trong tuần của Sài Gòn TV xin mến chào quý vị và các bạn. Để mở đầu như thường lệ, Hương Thơ xin giới thiệu đến quý vị những bộ phim mới đang được trình chiếu trong tuần này. The Dove, xin tạm dịch là cuộc chiến của những cô nàng cá tính, đây là từ bộ phim vui nhộn dành cho thủ thiên của đạo diễn Al Sandel. Tại một trường trung học có một quy tắc ngầm của một nhóm học sinh đặt ra là nếu trong nhóm có một người xấu xí nhất, để những người còn lại trông nổi trội hơn sẽ bị gọi là Dove. Viết tắt cho chữ Designated Ugly Fat Friend, có nghĩa là cô bạn gái xấu mập. Bianca do Mae Whitman đóng đã phát hiện thế giới của cô đã bị giẫm nát khi biết mình đã bị nhóm bạn gái xinh đẹp trong trường gán cho biệt danh là The Dove. Every group of friends has one. You're the one who's approachable. You friended up. Good for you. You can't take it literally. You know, hot older women are cougars, but they can be full human. I have no idea what the hell you're talking about. Nhưng Bianca không muốn chấp nhận sự thật này nên đã quyết tâm thay đổi hình ảnh của mình bằng cách cầu cứu một người bạn thân để cố vấn trong việc chỉnh sửa lại dung nhan. I will make sure you pass science if you help me with this. You got the easy part. I have to reverse stuff you. So you'll do it? On one condition. You gotta ask me in your monster voice. From when we were little? Để giúp năm cuối trung học của mình không phải là những ngày tháng đầy thảm họa, Bianca tìm cách tự tìm lấy sự tự tin của bản thân, để dẹp bỏ quy tắc tàn nhẫn của những nữ sinh tự cao tự đại, cũng như nhắc nhở mọi người là bất luận dù có đẹp và nổi tiếng trong trường bao nhiêu thì tất cả đều đã có một lần là một The Dove cho ai đó trong đời. Liệu Bianca có thành công trong cuộc chiến này không? Xin mời quý vị và các bạn đón xem phim này nhé. Phim này dài 1 tiếng 20 phút và được MPAA xếp loại PG-13. People like you will never matter, so stop messing it up for those of us who do. Forget her. Prove her wrong. I'm gonna be a dateless weirdo for the rest of my life and end up like my mom. You need to realize you're only as awesome as you think you are. You look crazy. Crazy amazing. Let's do this. Yeah, I'm somebody's Dove. So are you. So is everybody. But it shouldn't affect how you see yourself. I need to talk to you. Question? Stop. I have a date. Not bad for a Dove, am I right? She's pulling it off. Dude, she's 17 years old, man. She's a 10. I don't care about 17, she's a 10. Believe it or not, I was a Duff. What? There was no cool name. It was like douchebag. A Urkel. Asian Urkel. Nerd ass. Didn't need the help. McFarland, USA là một bộ phim bi kịch thể thao mới nhất của Walt Disney do Nicky Cow đạo diễn. Nội dung được dựa vào câu chuyện có thật nói về nhóm vận động viên của trường trung học Latino McFarland tại California vào năm 1987. Mr. White, the new PE coach. That's right. Welcome to McFarland. Phim lấy bối cảnh thị trấn McFarland, nơi có những đứa trẻ gốc Latino sau giờ học ngày ngày cùng cha mẹ ra đồng làm việc hái rau trái. Ngôi sao từng đoạt giải Oscar Kevin Costner sẽ thủ vai Jim White, một thầy dạy môn thể thao vừa được nhận vào dạy ở trường. Từ những ngày đầu tiên thì Jim và các học sinh nơi đây vẫn còn xa cách với nhiều mâu thuẫn. Nhưng càng ngày, thầy giáo Jim càng phát hiện khả năng chạy bộ nhanh siêu việt của các em học sinh gốc Latino ở nơi đây. Ông đề nghị nhà trường cho ông trở thành huấn luyện viên cho một đội tuyển gồm 7 động viên cho môn điền kinh. We have kids here who seem like they can run forever. And they pick an extreme heat. They go to school all day. Some of them even run home. I've seen it. Jim, let me ask you something. You've coached cross country before? Với sự hỗ trợ của sức mạnh từ mối quan hệ gia đình và sự cam kết của đạo đức làm việc đáng kinh ngạc của các vận động viên, cùng với sự quyết tâm của người huấn luyện viên tận tâm, đội McFarland đã đạt được giấc mơ Hoa Kỳ là mang về giải vô địch xuyên tiểu bang cho đội nhà và mang lại tương lai tươi sáng cho những học sinh nghèo hiếu học. McFarland USA hứa hẹn mang tới cho khán giả rất nhiều màn cảm động và ý nghĩa về tình thầy trò, tình gia đình và sự quyết tâm để đạt được mục đích. Phim này dài 2 tiếng 9 phút và được MPAA xếp loại PG. You want to eat? Put them on. Ain't no way I'm wearing these. Yeah, well, then you're running naked. If we wear them, you wear them, Messi. Each hour that my boys train with you is one hour they do not work with me. If you believe in yourselves and you believe in your teammates, it won't matter what anyone else thinks. Nice shorts, dude. Play golf? Yeah. This ain't golf. Jose, hold on to Victor. You guys are superhuman. There's nothing you can't do with that kind of strength. These kids have the biggest hearts I've ever seen. Uno, dos, tres, they come to the family, huh? No, senor. Don't say to me no. How are you going to be family if you're not eating together, huh? I want that back. Adios le pido.
Thiên nga đen Natalie Portman trở lại trong màn ảnh rộng trong vai trò thủ diễn vai chính và sản xuất trong một bộ phim hành động mới có nội dung quen thuộc về việc ân oán giang hồ giữa các tay súng miền Viễn Tây có tựa là Jane Got a Gun của đạo diễn Gavin O'Connor. Trong phim, Natalie Portman thủ vai Jane Hammond, một phụ nữ đang bắt đầu một đời sống mới với những tháng ngày bình yên trên trang trại của mình, thì người chồng ngoài pháp luật của cô là Bill Hammond xuất hiện với 8 viên đạn ghim trên người. Thủ phạm chính là băng nhóm Bishop Boys, đồng bọn cũ của Bill. Không còn lựa chọn nào khác, Jane phải nhờ đến sự giúp đỡ của người tình cũ đã bao nhiêu năm không liên lạc, tên Dan Frost. Vai này do Joel Edgerton đóng để bảo vệ gia đình của mình. Bộ phim sẽ mang lại hơi hướng của cao bồi miền Viễn Tây và hy vọng chúng ta sẽ được chứng kiến một Natalie Portman mạnh mẽ và táo bạo, và chắc chắn sẽ có rất nhiều màn đấu súng hào hứng và hấp dẫn. Dàn diễn viên tham gia còn có Ewan McGregor, Noah Emmerich và Rodrigo Santoro. Được biết trong quá trình thực hiện bộ phim đã có nhiều sự thay đổi với thành phần diễn viên. Vai Dan Frost dự tính khởi đầu là do Michael Fassbender đóng. Joel Edgerton phải thay thế và nhường vai phản diện John Bishop của mình cho Jude Law. Nhưng khi đạo diễn Len Ramsey không xuất hiện trên chiếc ghế đạo diễn, nhà sản xuất phải mời ngay đạo diễn Gavin O'Connor để thay thế. Thế là Jude Law lại không chịu đóng khi có sự thay đổi đạo diễn trên. Bradley Cooper được mời vào thế chỗ Jude Law, nhưng sau đó vì bận bịu với một dự án phim khác nên anh cũng từ chối nhận vai này. Và lựa chọn sau cùng là Ewan McGregor là diễn viên sau cùng đóng vai này. Phim Jane Got a Gun dài 1 tiếng 36 phút và được MPAA xếp loại PG-13. 4 years ago, the laws of space and time were violated. It must be some kind of hot tub time machine. And our world was changed forever. Hot Tub Time Machine 2, xin tạm dịch là Bồn Tắm Thời Gian tập 2, là từ của một bộ phim khoa học viễn tưởng vui nhộn do đạo diễn Stephen chỉ đạo. Nội dung phim sẽ tiếp tục câu chuyện kể từ phần đầu tiên đã được ra mắt từ năm 2010 và đánh dấu sự quay trở lại của các nam diễn viên chính gồm có Greg Robinson, Rob Corddry, Clark Duke, Chevy Chase và thêm luồng gió mới từ Adam Scott. Trong phần đầu của bộ phim Hot Tub Time Machine, 4 người bạn thân chán ngán cuộc sống, trong đó có Adam, một người đã một lần nữa là bị bạn gái cho ra rìa. Lou thì không còn tìm thấy niềm vui tại các party. Nick có cô vợ không thủy chung lại muốn kiểm soát chồng gắt gao. Và Jacob thì suốt ngày trốn dưới tầng nhà dưới để thỏa mãn cơn nghiện chơi trò chơi điện tử. Khi Lou thực hiện ý định tự tử vì chán đời thì anh đã được các bạn phát hiện kịp thời và cứu thoát. Cả bọn rủ nhau đi trượt tuyết để cho Lou giải tỏa cơn buồn. Sau một đêm chè chén bí tỉ trong bồn tắm nước nóng tại resort, bốn anh bạn già tỉnh dậy với đầu còn chuyến choáng men và nhận ra mình đang ở năm 1986. Is there some kind of retro thing going on this weekend? Landformers. I'm sure there's a good explanation for all this. Jerry girl! I have a question. What color is Michael Jackson? Black. Tại sao chiếc bồn tắm du hành thời gian lại không đưa bốn nhân vật chính đến với thế giới cổ đại hay một thời kỳ chiến tranh hào hùng nào đó? Tại sao lại là thập niên 80? Có phải đây là thời điểm và cơ hội để giúp họ sửa chữa quá khứ và thay đổi tương lai của mình? Trong phần 2 này thì nội dung tiếp tục bộ phim đầu tiên 4 năm sau. Lần này thì cả bọn đang loay hoay tìm đường trở về quá khứ để sửa đổi những sai sót, hầu có được một tương lai tươi đẹp hơn. Nhưng chiếc bồn tắm du hành thời gian thay vì đưa họ đến quá khứ lại đưa họ đến tương lai. Thế là kế hoạch phải đổi lại và cả bọn phải thay đổi tương lai để cứu lấy quá khứ của mình. Thế thì giai đoạn nào mới thật sự là hiện tại? Thưa quý vị, phim Bathtub Machine tập 2 dài 1 tiếng 56 phút và được MPAA xếp loại R. 4 years ago, the laws of space and time were violated. It must be some kind of hot tub time machine. And our world was changed forever. Was it morally wrong to exploit our knowledge of the future for personal financial gain? Lou! Dorcha! I'm the father of the internet. Ever since I wrote Call Me Maybe back in 92, I've been on a roll. Hey Nick, rip off any pop stars lately? Today I recorded an original piece. You say, I only hear what I want to. Okay, it was a Lisa Loeb song. Ready for another dip? I think this time maybe I'll invent yoga pants. Yeah! How far back do we go? 2025. The future. Oh my God, you're Nick Weber, man. Let's take a picture. Isn't what it used to be. I still like your music. I know you've fallen on hard times. Hard times? Could you please do the Weber strut? The what now? Everybody, strut. You're like picking dicks out of a tree. It looks like dick picking.
I can't wait to see your future, Luke. We're divorced, Kelly. We're soulmates. I should have married you. At least you didn't hit rock bottom. Jesus. You look like Gandalf the Poor. You look like a minor Tyler Perry character. I kind of like this. I want to hit you into the corner pocket. We need to find the point in time where things went wrong and fix it. Here we go. Here we go. So far, so good. No! Back in the tub. Lou! It smells like hatred. The only thing he put in his body was like Doritos and poison. I had sex with Marilyn Monroe. I discovered cocaine. Patriot Lou, you guys gotta come with me. Why? We gotta make America happen, bro. You're not gonna be super welcome there, but we should totally go. Hot Tub Time Machine 2. I think this may be my house now. Hey, you. Boobs. I think that I'll hold you till later. Yeah. Boobs! It's a classic alternate reality situation. Like Fringe. Nerd. You're nerd. A nerd. And no one likes you. The Lazarus Effect, xin tạm dịch là hiệu ứng hồi sinh, một bộ phim được thể hiện bởi đạo diễn David Gelft với sự tham gia của Olivia Wilde, nữ diễn viên người mẫu nổi tiếng của Hoa Kỳ. Same dream. Trong phim Wilde to vai Joey, một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về di truyền học, người đứng đầu một nhóm khoa học gia đang phát minh một loại serum để hồi sinh những người đã chết, được đặt tên là Lazarus. Lazarus dựa theo Thánh Kinh là tên của một vị thánh đã được Chúa giúp cho sống lại sau khi chết. Sau khi thử nghiệm thành công trên loài vật, nhưng trong lần thử nghiệm thứ hai, Joey đã bất cẩn để điện giật chết và đồng nghiệp của Joey đã quyết định tiêm huyết thanh vào não của cô và họ đã thành công cứu sống Joey. Tuy nhiên, sự thành công trong việc giúp cho sinh vật đã chết sống lại đồng nghĩa với việc làm trái với quy luật tự nhiên và tất cả đã không ngờ rằng họ đã vô tình mở ra một cánh cửa cho một thế lực tâm linh vô cùng nguy hiểm của địa ngục đến với thực tại. Các thành viên trong nhóm giờ đây không những phải đấu tranh cho sự sinh tồn của chính họ, đồng thời còn phải tìm cách ngăn chặn Joey trước khi cô ta thâm nhập vào thế giới bên ngoài. Khán giả sẽ chứng kiến những gì kinh dị nhất sẽ xảy ra khi khoa học thí nghiệm thành công về hồi sinh lại những người đã chết. Phim Lazarus Effect dài 1 tiếng 40 phút và được MPAA xếp loại PG-13. Zoe, it's Frank. You're probably really scared and confused. We're gonna fix this. We need to fix this together, okay? You and me. It's too late for that. Zoe! I love you. Aww. Let's make some history. In 3, 2, 1. Zoe? Zoe, no pulse. She's been electrocuted. You're talking about bringing someone back from the dead. This isn't some lab experiment. This is crossing a line. This is a human being. Did I just die? Subject shows signs of confusion. The subject's brain continues to create new neural pathways. Something's happening. And changing. Subject is extremely aggressive. I can't predict how this will end. Zoe, please! I want to know what happened! Help me! Đến đây, Hương Thơ xin mời quý vị theo dõi vài thông tin thương mại. Sau đó, Hương Thơ sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị những bộ phim mới đang được trình chiếu trong tuần này.